bạn nha. Bạn hãy theo chúng mình đi. Đây là cây đụng đỉnh. Cây đụng đỉnh kìa bạn. Đây là cây đụng đỉnh, cây này có thể ăn được. Wow, giống như cây mía quá. Wow các bạn ơi. Ở dưới này chúng ta có thể ngắm bán đảo Sơn Trà và cả thành phố Đà Nẵng đó. Wow. Cái cửa này là người ta làm bằng tre nha các bạn. Và có một cái ổ khóa. Đây có những mỏ đá. Mình không thể ngồi lên đây được. Đây là cây đụng đỉnh rồi bà. Đây là cây đụng đỉnh, nó giống như cây mía. Cây giống như cây câu vậy. Cây mía. Con dẫn các bạn đi tham quan bảo tàng một phần đi. Giờ hãy theo cho mình đi vô khu bảo tàng nha. Ở đây là một con đường rất là dọc dẻo. Những mỏm đá này sẽ giúp chúng ta qua bảo tàng. Ba đi ba. Ta phải đi tìm mỏm đá. Đến đây rồi các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, các bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là của người dân tộc người ta gác lên vai, người ta bỏ đồ mà người ta hái á các bạn. Đúng mà. Rồi các bạn ơi, bên này là có một hồ cá nè. Hồ cá thôi. Nhưng mà nó khá là đục. Thôi ngồi cho nó mát các bạn. Nó đục ra. Đây nó nắng không? Các bạn ơi. Các bạn phải nhảy nha. Kêu cho ba ly cà phê đen đi mày. Bây giờ các bạn ăn thầy chưa mẹ? Mẹ đơn phiên Sài Gòn nha. Bảo tàng. Đông đình. Wow, các bạn ở đây là những ngôi nhà. Sao mà con biết ngứa? Con rờ thử rồi à? Con rờ thử nhưng mà trái này ăn vào rất là ngứa. Nè ba. Rồi. Lên đây thử rồi. Ừ, lên thử đi con. Mẹ ơi. Nhắn. Ngồi trên đây cũng được mẹ. Không có lá được không? Có lá cũng phải nè. Các bạn ơi, giờ mình đi xuống nha. Chuyên ngay đi vô bảo tàng đi chơi con thử. Đây đi ngồi cảnh nó đẹp hơn mẹ. Wow, ký ức làng chài. Ký ức làng chài. Wow, mình sẽ vô đây thử nha. Ừ, đúng rồi. Vô được không? Được chứ. Đây rồi, cái nhà đầu tiên. Là một cái bảo tàng hả bà? Ừ. Kinh, cái này là những cái nhà mà làng chài hồi xưa này con. Đây nè, đây nè, con đọc nè, Kinh. Ngôi nhà này được làm từ xác hai con thuyền gỗ. Kinh để lại con, không được lấy. Kinh. Các bạn ở đây là võ ốc sa cương nè. Ừ. Ngôi nhà này làm được từ làm từ xác của hai ngôi nhà cổ này con này. Lấy chồng đi biển hồn kêu cột bùm. Các bạn ơi, trên này có mấy bàn ghế thư giãn nữa nè. Mình có thể uống cà phê trên này luôn á con. Wow. Còn đây nè. Vô tư nha các bạn. Ờ. Wow, các bạn ơi, cái này giống như là một cái xích đu ha. Ba. Không phải đâu. Cái đó là cái để trồng vô cái bụng á, để họ kéo lưới á. Dạ. Ở ngoài biển. Mà ngồi đây. Con thấy nó giống như một cái xích đu. À, bây giờ mình đã ngồi trong nhà rồi. Vô các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô căn nhà. Không hiểu. Trong căn nhà thì vắng tanh, người nhà này mẹ đã bỏ hoang rồi. Đúng mà. Đúng rồi. Ta đã bỏ hoang rồi. Đây là một cái lưới giống như là. Ôi trời ơi, cái lưới nó bự. Dân tộc. Để
đây có những bức tranh người ta treo ở đây rất là đẹp. Cái lưới đó bắt cá, cái nhà này là nhà bắt để bắt cá mà. Luna ơi, con, mình qua bên này thử con. Nè, vỏ sò này. Nhiều quá. Bà ơi, cái này nè. Ô, là nó có cái cài nữa bà. Ô, nhưng mà không có trái nữa, trái còn nâu quá. Bà sẽ cho ô xuống cái này. Còn không có trái cũng đỉnh. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ thứ hai. Bây giờ mình xuống chỗ cái cài đỉnh này nè. Chị bước nha. Cũng là một ngôi nhà bình thường. Ngôi nhà bình thường này thì cũng rất là trong sân, người ta làm bằng gạch kìa, đúng không ạ? Đúng rồi. Vui lòng không dẫm lên cỏ. Được rồi, mình sẽ lên chỗ này nha. Các bạn ơi, ủa các bạn ơi, bên trên có một căn nhà. Căn nhà này cũng vắng luôn đó hả bà? Đúng rồi. Cái này nó có mấy cái hình nhân này con. Ở đây có mấy con khỉ nẻ. Con này thì cắn là đâu? Nẻ đâu rồi. Con này là con khỉ nẻ. Như sắp tính rồi đó, như là ông chích vậy á. Các bạn ơi vô này. Cô các bạn ơi, ngôi nhà này người ta có mấy cái tủ. Con vào đây. Cái này là không phải là của người đi biển mà là của người núi này. Cái đó là cái áo da này, không? Áo bỏ tay cái cung tên. Các bạn ơi, cái tủ này giống như là à, cái này chi tiết cột lễ đâm trâu của người Tây Sơn, Sơn Tây, Quảng Ngãi. Này là cái gùi đi săn. Gùi đi săn người sao bác? Cái gùi đi săn của người á, cái này là mấy cái lờ bắt cá này con này. Đây, mấy cái này là người ta đi người ta bắt cá này. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây nha. Ồ, nhà này rất cũ kỹ và cũng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi nha. Các bạn ơi, nhà này rất cũ kép luôn. Qua để mình đọc thử nha. Đêm bên bếp lửa đã tàn, nay nấy yên hạ. Các bạn ơi, đây là căn nhà của người ở trên miền núi. Con quay là cái cá thượng đỉnh. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xuống qua căn nhà bên kia. Nhưng mà con sẽ nói là cái cây đụng đỉnh này. Cây đụng đỉnh này khi mà rau bù hết rồi thì ao không được. Cái trái đó rất là ngứa. Ăn không được đâu nha các bạn. Trong này là một căn nhà. Cũng vắng người. Nhà này không có bị bó hoang không ạ? Đây là những cái hũ gốm sứ. Đây là những cái hũ xưa. Ấm chiều được. Ở đây còn có là vỏ đông hán. Không phải xa bé đâu. Đông hán là bát Hội An. Bát Hội An. Bát Hội An đó chúng ta có thể bỏ ra lầu và ăn. Đúng rồi, giống như cái bát ăn cổ lầu đúng rồi đó. Và các bạn ơi, bên kia là bát Hội An. Luôn nè, những cái cổ vật này là được tìm thấy dưới đáy biển Đông này. Này, cái này dưới đáy biển này. Dưới đáy biển sâu. Cái tàu nó chìm á, xong đó là người ta mới. Và các bạn ơi, mới khai quật được. Các bạn thấy cái lọ này giống như là hồi mình đi khám biển cho mình luôn. Là gì ạ? Ủa các bạn ơi, ở đây có mấy cái lọ. Cái lọ này mình nói về cái đụng đỉnh sao? Nó đã từ lâu. Cái đụng đỉnh này ăn rất là ngon các bạn ơi. Ủa các bạn ơi, đây là mình Khơ Me hả? Khơ Me. Khơ Me là dân tộc ấy. Bên này này con. Cái này là văn hóa Sa Huỳnh. Những cổ vật được lấy từ biển Đông về. Wow. Thật là nhiều đồ quý hiếm. Wow, các bạn. Bà xin là con tóc xuống mút mút mấy cái quả gì vậy mà? Đây là những báu vật quý hiếm mà người ta tìm được ở biển về, đúng không ạ? Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Đĩa tiều mạc, đĩa cá, lư hương này, cái này là lư hương. Các bạn ơi, bên kia còn có những cây hương. Hoa đại tắt rồi. Các bạn ơi, bên kia còn có ống trà kỳ cục chưa? Thôi, mình đi ra ngoài đi. Coi có gì hay không? Các bạn ơi, bên kia có ống trà kỳ cục chưa? Có rồi. Các bạn ơi, bên kia còn có những cây
bên này đi Kim. Qua bên này đi con. Cô bên kia có xe qua. Hai chị bán số 3 của bảo tàng. Không, con nhà có 4 chút. Nhầm rồi. Con nhà số 4 của bảo tàng. Qua ngôi nhà này có mấy cái hình thù kỳ ghê quá các bạn ơi. Ghê quá, mình thấy giống như là bỏ lắm. Đúng rồi. Trống da voi, cái này là làm từ da voi nha. Con gõ thì nó có kêu không? Da voi nè. Đấy, cái mặt này là da voi nè. Bà thấy cái ví của ba cũng là bằng da luôn mà. Đúng rồi. Các bạn ơi, đây là một dòng suối chảy xuống mặt đất. Dòng suối này rất đẹp. Ra đây này. Các bạn ơi, dưới này là một con nhà số 4. Con nhà số 4 cũng ứng hẹn với con nhà số 2. Mấy cái gì trộn gì là ghê dữ. Đây sao là bóng chả này quá. Các bạn ơi, ở đây người ta chưa xây xong. Ồ, ở đây có một cái tượng. Nên người ta lấy đại mấy tấm gỗ ra làm ghế luôn mà. Các bạn ơi, bên kia là có một cái chiếu có người ta sẽ trải ở đây. Đang ngủ đúng không? Đây là người ta ngủ uống trà này. Các bạn ơi, mình thấy những người trên biển nước tội quá các bạn ơi. Đây đi, đi qua đây. Qua nhà này coi thử. Cái này là... còn không hề. Ra cầu, cầu có lắp xuống cùng. Lúc đây, đi qua bên này luôn không? Giờ mình sẽ đi qua cái bếp nè. Này đây là bếp. Đây là nhà bếp của những người miền núi. Thấy rồi con, ngồi này thấy rồi. Wow, còn nhà đâu không? Còn có mấy cái nến nữa.